Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thì thiết kế tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó một thiết kế cực kỳ quen thuộc của một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó chính là Patek Philippe. Vâng, với thiết kế như thế này thì nhiều người cũng đoán ra được rồi. Đây chính là mẫu Nautilus huyền thoại được sáng chế bởi Ghirargenta. Ghirargenta là một nhà thiết kế đại tài và ông đã có rất nhiều tác phẩm để đời như là Royal Oak của Audemars Piguet, Constellation của Omega, Igenia của IWC hay thậm chí Bulgari của thương hiệu Bulgari nữa. Nhưng mà tôi sẽ không đi quá sâu vào phần lịch sử của chiếc đồng hồ này hay vào thương hiệu, mà tôi sẽ tập trung phân tích của chiếc đồng hồ này ngay bây giờ. Chiếc đồng hồ sở hữu bộ vỏ có đường kính 40mm và được làm từ vàng hồng 18K. Nhưng mà các bạn có thể thấy sự đặc biệt đúng không ạ? Vành bezel này được nạm thêm rất nhiều viên kim cương ống. Ở càng nối dây đây thì cũng có 6 viên, chính xác là 6 viên kim cương. Ở phía trên thì cũng vậy. Vâng, vẫn cái thiết kế quen thuộc của Nautilus, đó chính là vỏ khung thì được làm từ hai phần, là phần vành bezel ở phía trên này này và phần vỏ khung ở phía dưới. Chỉ có hai phần này thôi và tất cả bộ máy được lắp ráp từ phía mặt số thay vì những mẫu đồng hồ khác. Đồng hồ khác thì sẽ mặt đáy sẽ có vị thể là vặn ra hoặc là vắt vít để lắp máy vào bên trong. Nhưng mà mẫu Nautilus này thì lắp từ phía mặt số và sau đó thì được cố định bằng vành bezel của mặt kính ở trên này và cố định qua hai cái đinh ốc ở đây. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ cửa sổ ở trên tàu thủy. Các bạn thấy quen thuộc vì nó tròn tròn này. Cái phần vành này vừa để cố định cái bộ máy bên trong, nhưng mà cũng được thiết kế theo cái khung cửa sổ ở trên cái tàu thủy, có thể mở ra và đóng vào được. Chúng ta còn uống chỉnh giờ với hình hoa thị rất là quen thuộc của Patek. Nhiều người thì gọi đây hoa thị nhưng mà thực chất thì cái này phải gọi là thánh giá Calatrava. Và có một câu chuyện rất thú vị xung quanh cái hình tượng thánh giá này, và nếu bạn muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Thiết kế đồng hồ thì chúng ta có thể thấy rõ được hai phần được chia ra rất rõ ràng. Phần vành bezel thì được đánh bóng tỉ mỉ như này, còn phần khung vỏ đằng sau này thì được hoàn thiện sơn mờ tất cả các chi tiết từ càng nối dây này đến cạnh bên này, hay là cả phần mặt sau đều được hoàn thiện sơn mờ cả. Tuy nhiên có một điểm thiếu sót mà tôi phải nhắc tới trong mẫu đồng hồ này, đó chính là việc sử dụng dây da đi kèm với khóa bướm ở đây. Khóa bướm cũng có khảm kim cương rất là đẹp, rất đẹp, nhưng mà thực sự là nó không đúng lắm với cả mẫu Nautilus. Bởi vì theo quan niệm của tôi, cá nhân tôi thôi, thì những cái mẫu đồng hồ thể thao cao cấp như là Nautilus hay là Royal Oak thì nên sử dụng dây kim loại hơn là dây da, thì nó sẽ đúng cái nguyên bản của chiếc đồng hồ này hơn. Và chiếc đồng hồ này thì có một chút thay đổi, theo cá nhân tôi thì tôi không thích cho lắm. Phần mặt số đồng hồ thì vẫn được thiết kế với những đường kẻ ngang quen thuộc của mẫu Nautilus. Những đường kẻ ngang này thì lấy hoa văn dựa trên cái sàn của tàu thủy, sàn gỗ của tàu thủy đó. Tôi sẽ kiếm một bức ảnh cho các bạn có thể quan sát được kỹ hơn. Mặt số thì phần lớn nó được hoàn thiện với những đường kẻ ngang như vậy. Riêng có phần mặt số phụ chỉ dây ở đây hay là mặt số phụ chỉ lịch tuần trăng ở đây thì đã được hoàn thiện với những đường vân tròn đồng tâm. Tất cả cọc số thì được thay bằng kim cương ống ấy, khá lấp lánh và bắt sáng khá đẹp. Có một điểm tôi cực kỳ thích về mặt số này, đó chính là khả năng bắt sáng của nó. Có thể trên video thì các bạn có thể nhìn không rõ lắm, nhưng mà ngoài đời thì chiếc đồng hồ này bắt sáng cực kỳ hoàn hảo. Tất cả những cái góc nhìn thì đều có sự phản xạ rất là đẹp và rất là cuốn hút. Bộ kim thì được thiết kế khá đơn giản, hình trụ đây và được phủ chiếc phát quang ở giữa. Và chúng ta có một cái bộ hiển thị thời lượng cót ở góc 10 giờ này. Chiếc đồng hồ này có khả năng chữ cót trong khoảng 48 giờ. Không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, đủ dùng. Và có lẽ là đủ dùng trong khoảng 2 ngày cuối tuần. Ví dụ cả tuần thì bạn đeo chiếc đồng hồ này đi làm, đến 2 ngày cuối tuần thì tự dưng muốn thay một cái đồng hồ thể thao chẳng hạn, thì các bạn có thể thay đồng hồ thể thao ra và đeo lại chiếc đồng hồ này vào thứ hai, không vấn đề gì cả.
Tiếp đến chúng ta sẽ cùng quan sát cái bộ máy đằng sau chiếc đồng hồ này. Vâng, các bạn có thể thấy một rotor nhỏ ở bên trong bộ máy. Chiếc đồng hồ này sử dụng micro rotor thay vì rotor lớn như bình thường. Cái bộ máy mà chiếc Patek Philippe Nautilus này sử dụng đó là bộ máy 240PSIRMCLU. Vâng, cái tên thì nó dài dằng dặc và có vẻ khó hiểu đúng không? Tôi sẽ làm cho các bạn dễ hiểu hơn một chút. Cái tên bộ máy này thành nhiều phần khác nhau. 240 thì là tên bộ máy gốc rồi. Bộ máy gốc này sẽ chia thành nhiều phiên bản khác nhau. Mỗi phiên bản sẽ được đặt tên tương ứng với tính năng của nó. PS là cái kim dây nhỏ ở đây. IRM là tính năng chỉ thời lượng cót này. C là gì? C là chỉ lịch ngày. Và LU là lịch tuần trăng. Vâng, để các bạn dễ hiểu hơn một chút nữa thì tôi sẽ giới thiệu một mẫu Patek Philippe khác và sử dụng một bộ máy khác. Tôi sẽ phân tích bộ máy đó cho các bạn được biết. Vâng, tôi đang có mẫu đồng hồ 5396 trên tay, sử dụng bộ máy khác là 324SQRLU. Trong đó thì S là phần kim dây trung tâm thay vì kim dây nhỏ ở góc. QA thì là viết tắt của lịch thường niên. Mẫu đồng hồ kia thì chỉ có lịch ngày và lịch tuần trăng, thì mẫu đồng hồ này có lịch thường niên. Và LU thì cũng giống mẫu đồng hồ Nautilus của chúng ta là có lịch tuần trăng. Vâng, đó là cách mà Patek Philippe đặt tên cho bộ máy của mình. Bộ máy này được chứng nhận chất lượng con dấu Patek Philippe. Trước đấy thì Patek Philippe không có chứng nhận riêng của mình đâu. Trước năm 2009 thì họ dùng con dấu Geneva. Nhưng mà họ lại nhận thấy một số cái điều bất cập của con dấu Geneva, như là chỉ kiểm tra chất lượng bộ máy thay vì kiểm tra chất lượng cả chiếc đồng hồ. Có nghĩa là bộ máy sau khi đóng vỏ, Patek đã tự tạo ra một cái tiêu chuẩn riêng của mình. Đó chính là con dấu Patek với hai chữ P. Với cái chứng chỉ này thì Patek kiểm tra tất cả bộ máy trước khi đóng vỏ và sau khi đóng vỏ. Tất nhiên là sau khi đóng vỏ thì bộ máy sẽ có thay đổi một chút ít về khả năng chính xác thôi. Thì họ sẽ kiểm tra lại sau khi đóng vỏ một thời gian nữa và mới được cấp chất lượng. Bộ máy này thì được hoàn thiện theo nhiều phong cách truyền thống mà có lẽ các bạn đã quá quen rồi. Vân sọc Cortez de Genève này, vân tròn Black này. Và mini rotor thì chúng ta có logo Patek Philippe được khắc phía trên đây. Những chi tiết này đã quá quen thuộc với những người hâm mộ đồng hồ và những người mê đồng hồ rồi. Có lẽ tôi cũng không được nhắc đến nhiều. Nhưng tất nhiên là tất cả những chi tiết máy của Patek Philippe đều được hoàn thiện ở mức độ tinh xảo cao nhất. Và tất cả những chi tiết, có nghĩa là những cái chi tiết mà không được nhìn thấy thì họ cũng đều hoàn thiện cực kỳ tinh xảo. Đó chính là những cái thứ mà làm nên giá trị của thương hiệu đồng hồ Patek Philippe. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Kích thước 40mm, khá là dễ đeo, tay ai thì cũng có thể đeo được. Độ dày khá là ấn tượng, chỉ có khoảng 8mm mà thôi. Và nhất là với một bộ máy tự động đấy chứ. Nhưng mà được cái là họ sử dụng micro rotor nên là làm cho bộ máy mỏng hơn, và theo đó chiếc đồng hồ cũng mỏng hơn. Chiếc đồng hồ này thì phù hợp với những bộ đồ công sở. Nhưng mà với thiết kế thể thao vốn có của nó thì các bạn có thể phối hợp với những bộ đồ thể thao mạnh mẽ thì cũng không sao. Nhưng mà có lẽ tôi không khoái lắm bởi vì cái thiết kế kim cương ống này nó làm mất đi một chút cái vẻ mạnh mẽ với chiếc đồng hồ. Đó chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi. Còn ý kiến các bạn như thế nào? Các bạn có thể comment phía dưới video này nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.